Lẹ đi. Từ từ. Trời ơi, hết luôn. Chẳng rồi, chưa nhiều dữ vậy, chưa hết luôn á. Rồi. Ê, chờ tôi chút. Giờ con xin trời Phật, tổ tiên dòng họ tám đời của con, cho con thắng lần này thôi, con gỡ lại vốn. Con hứa là con sẽ không chơi cờ bạc nữa, con sẽ tu tâm để mà học hành. Ha, con hứa, con thầy đọc luôn á. Còn xong chưa? Rồi. Dỡ đi. Cậu hai, tụi con tìm cậu nãy giờ luôn. Trời ơi, may quá. Hai đứa, Ngân Lượng đâu? Thằng Ngân với con Lượng nó đang ở nhà chứ không có ở đây. Hai người này may quá, Ngân Lượng đâu? Dạ, thằng Ngân với con Lượng nó đang ở nhà chứ không có đi theo. Ngân Lượng là Ngân Lượng đây, đánh bài nè. Tao hỏi con Ngân thằng Lượng chi? Cậu muốn chơi nữa hả? Ngân Lượng đâu? Cho tao bay đi rồi bay ta trả. Cậu hai phải theo con về nhà gấp. Đúng rồi. Hai cái tên này ở đây dám ra lệnh cho ta hả? Không nói nhiều, khiến cậu về. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, con gà mắc thúng này. Chơi nữa hay không thì nói. Cậu chủ gì mà mắc mặt quá đi. Khi hắn ra ngoài đi làm phiền sòng bạc của ta quá. Đi cậu. Cậu mà đứng làm phiền sòng bạc của ta đi cậu ơi. Đi cậu. Thả ta xuống. Dạ. Hay cứ quăng ta vậy hả? Cậu hai kêu thả. Đánh ta lên. Thả ta xuống. Ờ, dạ. Từ từ, nhẹ nhàng. Dạ. Đó, phải vậy đó. Gan quá hả? Dám làm mất mặt ta hả? Mặt mày cô hai còn nguyên mà có mất miếng nào đâu. Tao nói mất ở đây là mất sĩ diện, làm cho tao quên với mọi người trong sòng bài. Dạ cô hai thứ lỗi, cái này là ý của lão gia chứ bộ. Cha tao biết tao đang ở đây hả? Dạ đúng rồi. Cho nên á, lão gia mới kêu tụi con tới đây là mất mặt cậu hai, để cậu hai không có trường mặt tới đây nữa. Mà tụi con có dám làm gì đâu, chỉ dám khi cậu hai ra đây thôi à. Trời ơi, cha ta kiếm ta phải nói cho ta biết sớm chứ. Chết ta luôn. Nằm im. Im chưa? Bỏ cái tay ra. Hà Minh. Dạ. Cha không muốn đánh con mãi vì cái tội cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Tại sao con ham chơi, bỏ học bỏ hành hả? Chừng nào mới hồi tâm tỉnh trí chứ? Dạ. Hả? Tại sao vậy? Dạ, con hứa là con chừa rồi, con không trốn học nữa, con không chơi đánh bài nữa đâu, con hứa mà. Chừng nào con mới tu tỉnh lại, con trở nên người đàng hoàng tử tế được chứ hả Minh? Hả? Lấy tay ra. Cha tin con lần này nữa đi cha. Con nói thiệt mà, con không bỏ học nữa, con không chơi đánh bài nữa đâu. Cha còn có thể nào tin con được nữa không chứ? Hả? Dạ được, con nói thiệt mà. Con không trốn học nữa, con không đánh bài nữa. Cha tin con đi. Quỳ lên. Ngồi dậy. Quỳ lên. Tốt đâu. Dạ ông gọi con. Canh giữ cậu của ngươi cho ta. Chừng nào nó biết hồi tâm tỉnh trí thì báo cho ta biết. Nghe chưa? Ta đi ra ngoài một chút. Dạ, ông cứ yên tâm. Con sẽ canh chừng cậu hai cẩn thận hơn. Nhất định cậu sẽ học giỏi và ngoan ngoãn. Trời, con biết lỗi rồi mà. Nhà nghèo bán củi độ nhật mà vẫn say mê đọc sách như vậy, thật là đáng quý. Yểu điều thục nữ, trung cổ lạc chi. Huynh, huynh mua giùm đệ bó củi đi. À, nhà tôi vẫn còn, vài hôm nữa đi nha.
Vậy khi nào mua ủng hộ cho đệ nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn huynh. Xăm si hạnh thái. Đã. Sao lão bá lại đứng nhìn thẫn thờ ra bờ sông? Không để lão bá định. Đệ, cứu người. Cứu người giùm đi. Cứu người bà con ơi. Cứu người bà con ơi. Ông sao rồi? Có sao không ông? Ông có sao không ông? Ông thấy sao ông rồi? Sao ông không? Không không. Dạ ông... không. Con xin lỗi ông. Ta không xin sao. Lỗi ông. Đa tạ huynh nha. Đi đi. Ông có sao không ông? Không sao. Đa tạ cậu. May quá. Nếu không có cậu thì tôi đã chết đuối dưới nước rồi. Ông ơi, nhà ông ở đâu? Để con đưa ông về. Mà sao hồi nãy con thấy ông đứng đây có vẻ trầm tư quá. Ông có chuyện gì buồn sao? Ông có chuyện gì buồn á thì cũng từ từ nói thôi, chứ đừng có nghĩ quẩn nha ông. Sao cậu biết ta có chuyện buồn? Cậu thật là tinh mắt. Nhìn mà biết người khác có tâm trạng buồn, vậy là giỏi đó. Hồi nãy có làm cho ông có bị sợ không? Ông có lạnh không? Không. Cảm ơn cậu. Cậu thật là tốt bụng. Cậu có thể cho ta biết tên họ, gia cảnh của cậu sống như thế nào? Dạ. Con tên là Bồng, 20 tuổi. Nhà của con ở bên kia kìa. Dạ. Con chỉ còn có mẹ thôi. Cậu làm nghề bán củi sao? Dạ. Hồi nãy ta thấy cậu vừa gánh củi mà vừa đọc sách. Chắc là cậu ham học lắm đây. Dạ. Dạ, hồi lúc con 8 tuổi con cũng được đi học. Nhưng mà không lâu thì gia phụ cũng mất. Gia cảnh cũng khó khăn, cho nên con cũng bỏ học ngang. Bây giờ con muốn đi học cũng không có được. Mẹ con thì cứ đau yếu quanh năm, cho nên con phải đi đốn củi, độ nhật qua ngày. Còn phải lo thuốc thang cho mẹ nữa. Nè, ta hỏi thật, có muốn về làm cho gia đình của ta không? Sẽ có một công việc thích hợp cho cậu, có dính dáng tới chữ nghĩa. Dạ. Dạ. Con cảm ơn ông. Dạ, con chưa dám nghĩ tới chuyện đi làm. Tại vì con còn mẹ già, đau yếu ở nhà. Con còn phải báo hiếu cho đã mẹ nữa. Hiếu học rồi lại còn có hiếu với mẹ nữa. Tốt lắm. Rất tốt. Dạ, mời thầy dùng nước. Dạ. Dạ. Bất đắc dĩ, tôi phải báo cho ông. Hà Minh không phải là đứa tối dạ, nhưng nó không có chí tiến thủ. Quá ham chơi, trốn học hết lần này đến lần khác. Tôi rất lấy làm tiếc là không đủ tài cán để dạy dỗ cho nó như lời ông gửi gắm. Chắc là phải tìm thầy khác cho nó. Tôi xin thầy hãy tiếp tục cho nó theo học thầy. Tôi sẽ lựa lời bảo ban con trẻ. Hà Minh. Dạ. Mau xin lỗi thầy đi con. Dạ thầy ơi, dạ con xin lỗi thầy. Dạ xin thầy đại xá cho con. Dạ cha ơi, cha tha thứ cho con. Dạ con hứa là con sẽ thay đổi mà, con sẽ không bỏ học nữa đâu. Dạ thầy ơi con hứa. Tôi biết là Hà Minh rất sáng dạ, lại sinh trưởng trong một gia đình nề nếp. Dạ. Chỉ cần chuyên chú trau dồi kinh sử thì đường công danh sẽ rộng mở. Thật là đáng tiếc. Dạ thầy ơi, con sẽ thay đổi mà, con sẽ cố gắng học, con sẽ không trốn học nữa đâu. Thầy đừng đuổi con mà thầy. Thầy. Dạ. Dạ thưa thầy. Dạ xin thầy hãy vì tôi. Hãy vì tôi một lần nữa đi. Xin thầy hãy cho đứa trẻ hư hỏng này thêm một cơ hội nữa đi ạ. Hà Minh. Dạ. Tất cả là do nơi con. Làm gì thành hay là bại, đa phần là do ý chí của mình. Thầy không hẹp hòi với con, chỉ mong con hiểu được lẽ đời. Trong khi
con có điều kiện mà không chịu học hành. Còn bao nhiêu người khác lại muốn ăn học mà phải gác lại, bởi vì phải lo tìm kế sinh nhai. Hà Minh, con phải biết trân trọng những gì mà cha con đã kỳ vọng vào con. Hiểu chưa? Dạ, con biết rồi thầy. Đa tạ thầy. Mời thầy dùng trà. Nè, chú em ơi. Dạ. Cho qua hỏi thăm chút. Cái cậu tên Bồng hay bán củi ở chỗ này nè, bữa nay sao không thấy vậy? À, cậu Bồng đó hả? Ờ. Cậu ta nghỉ mấy hôm nay rồi. Ủa sao vậy cậu? Trời, chuyện là vậy nè. Mẹ cậu ta bị bệnh nặng, mà e là không qua khỏi, nên cậu ta phải đành bỏ hết việc để chăm sóc cho bà ấy. Tội nghiệp quá. Dạ. Rồi. Mà biết nhà cậu Bồng ở đâu không? Chỉ dùm qua cái. À, giờ ông nhìn theo hướng con chỉ nha. Ông cứ đi thẳng tới ngã ba thì ông rẽ trái. Ông đi một đoạn nữa rồi ông sẽ thấy một đám ruộng thiệt bự. Một đám ruộng? Dạ, rồi ông rẽ phải. Rẽ phải? Rồi ông đi sâu vô trong đó luôn. Nó sẽ có một cái vườn nhỏ, trong đó có một cái chòi. Đó, nhà cậu ta ở đó đó. Rồi, qua cảm ơn nghe. Dạ, không có chi. Sao rồi mẹ? Cầm lấy đi mà lo cho mẹ mình. Đừng có ngại. Không phải là ta cho không đâu. Cứ coi là ta cho mượn. Sau này có thì trả lại cho ta. Dạ. Nhưng mà con với ông chỉ là sơ giao, nhưng ông lại cho con nhiều quá. Thôi cầm lấy đi. Từ xưa tới nay ta chưa bao giờ nhìn lầm người hết. Cứ lo cho bà trước đi, còn chuyện ân nghĩa tính sau. Dạ thực tình thì mẹ con đang thập tử nhất sinh. Lòng con đang rối như tơ giò lắm. Số bạc này con xin được cầm đi cứu mẹ. Sau này con nhất định sẽ trả lại cho ông. Tốt lắm, được lắm. Như vậy mới đúng là hiếu tử. Bà ông, sau này nếu con muốn trả lại cho ông, con phải tìm ông ở đâu? Nếu muốn gặp ta, cứ về làng Đồng hỏi nhà họ Hà, ắt sẽ gặp. Dạ, con đội ơn ông. Con đội ơn ông. Con đội ơn ông nhiều lắm. Tại sao mấy lại tốt với mình như vậy? Đâu đây? Đi đi. Tôi muốn gặp ông Bá Hộ. Cái gì? Thấy sang Bắc Hoàng làm họ hả? Ai quen biết đâu mà gặp. Đi.
Nhanh. Ừ, tôi gặp ông bá hộ có việc. Thôi thôi thôi, nhìn cái mặt là biết muốn vô sinh sỏ rồi. Đi, ở đây không ai tiếp đâu. Đi. Nhanh không? Nè, có chuyện gì? Dạ, xin chào ông. Dạ, tránh ra. Ủa, là con hả? Dạ. Vô đây, vô đây. Ngồi đi con. Dạ. Dạ con mời ông. Mời cậu. Một chung trà. Ờ, dạ nhưng mà. Cái gì? Mời. Uống trà đi con. Rồi dạ. Nói ta nghe. Con đã lo cho mẹ con mộ yên mã đẹp, cho nên hôm nay con đến đây để gặp ông xin làm gia nhân. Con mong trả được một phần nào đó số bạc mà con đã nợ ông. Số ngân lượng mà ta đã bỏ ra để giúp cho con không phải là mua sự tự do của con đâu. Chẳng qua ta thấy cần giúp cái gì thì ta giúp. Thôi được, con cứ yên tâm mà làm việc, không phải gượng ép đâu. Con đòi ăn không? Nhưng bây giờ con là người tứ cố vô thân, không biết làm gì, ở đâu. Hôm nay con xin đến đây để làm gia nhân cho ông là vì thứ nhất, con có ơn, con phải trả. Thứ hai, con cảm phục một người nhân nghĩa như ông, nên con rất muốn được kề cận bên ông. Con đúng là một người biết nghĩ trước nghĩ sau. Ta kể ra cũng may mắn, bởi vì ta đã nhận con làm người ở trong nhà. Thôi được, từ nay ở lại đây, ta sắp xếp công việc phù hợp cho con. Dạ, đội ơn ông. Ủa mà ông, nhà mình đâu có thiếu gia nhân đâu. Ông còn tuyển thêm người chi nữa? Cậu bồng này làm cái việc không có liên quan gì với các gia nhân như con hết. Cha, nói vậy là cha thu nhận người này làm gia nhân cho nhà mình đó hả? Ờ, mà có mắc mớ gì tới con đâu. Nhưng mà nhìn mặt sáng sủa á. Nè, ta nói cho người biết, nhà của ta, cha ta hiền, mà ta cũng hiền nữa. Yên tâm đi, không có ai ăn hiếp người hết ha. Chưa tỉnh ngủ hay sao mà bây giờ cha vẫn còn nghe cái giọng le nhè vậy chứ? Hả? Ờ, nghe rõ đi. Đây là cậu bồng, hơn con 2 tuổi, rất là khó khăn, nhưng mà người ta vẫn luôn nuôi chí tiến thủ, lại là người trung nghĩa, cho nên ta rất quý cậu ta. Thì mặc kệ hắn, đâu có liên quan gì tới con. Nghe đây, kể từ nay cậu bồng sẽ là người nhà của ta, chứ không phải là gia nhân tầm thường, không phải là chân sai vặt. Nghe rõ chưa? Ta sẽ giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu ta. Từ nay cậu bồng sẽ theo sát bên con bất kể ngày đêm, bất kể ở trong nhà hay là ngoài đường, biết hay không? Là con đi đâu là hắn theo đó hả? Con đang ngoài đường mà hắn kè kè bên mình vậy, khác nào là áp giải tội phạm đâu, vậy sao được? Cho tới khi nào con lấy lại được niềm tin ở cha, nghe rõ chưa? Tốt. Dạ. Đưa cậu bồng ra sau phòng, nhanh lên. Ủa ông, cái chuyện chăm sóc cậu hai là nào giờ con làm mà tự nhiên giờ giao cho người khác? Ông không tin tưởng con hả? Chính vì tin ngươi mà Hà Minh càng ngày càng lêu lỏng chơi bời, bỏ bê học hành. Ta còn lạ gì cái thói cầm dai đồng bạc của nó mà ngươi hùa với nó, lừa gạt ta cho tới giờ phút này chứ. Cha, sao cha biết chuyện đó vậy? Trong nhà này có chuyện gì mà cha không biết cho con hả? Tốt. Có phải mày mé không tốt? Dạ. Tốt. Ngươi thiệt là tốt á. Trời ơi, cậu ơi, tha cho con lỡ miệng cậu ơi. Chạy hả? Chạy hả? Lại. Chạy hả?
chạy hả? Chết với ta. Cậu hai, ngươi hả? Làm hết hồn vậy? Cậu hai, cậu hai cần gì sai bảo sao? Không, làm gì ở đây vậy? Dạ, tại nhà kho chưa dọn dẹp để ở nên con ở tạm ở đây. Ngủ cái gì mà ngủ ngay phòng ta, có khác nào canh cửa đâu. Mà cậu hai định đi đâu hả? Đi đâu đâu, ra ngó chơi vậy thôi à, rồi vô ngủ tiếp. Tên gì làm phiền quá, ngủ đi. Dạ. Dạ cha, chưa ngủ hả cha? Về rồi đó hả con? Dạ. Bây giờ canh mấy rồi hả con? Ủa? Dạ con không biết nữa. Không biết à? Hả? Ê. Canh tư rồi con. Con còn cái gì để nói với cha nữa không Minh? Dạ, dạ con xin lỗi cha. Ngươi đúng là đồ mách lẻo. Biết ta đi chơi cho nên kêu cha tới bắt quả tang ta đúng không? Sao ta làm gì? Đi chết đi. Cậu hai đừng có giận. Tôi đã nói là tôi không có nói. Mà cậu hai không tin thì tôi cũng phải đành chịu. Vậy ngươi không làm thì ai làm? Tôi đó chỉ có mình ngươi là ngủ trước cửa phòng của ta. Nhưng mà cậu hai cũng sai rồi. Đêm hôm khuya khoắt cậu hai bỏ ra ngoài vừa không tốt vừa có hại cho sức khỏe. Vậy thì làm sao ngày mai cậu hai dậy sớm đi học được? Thì bởi vậy cho nên ta mới không đến lớp được. Ngươi không hiểu sao? Nè, ta có cái chỗ này, cái sòng bài này chơi im lắm, kín đáo nữa, lại mát mẻ nữa. Ta với ngươi tới đó chơi chút là về ha. Không được, cậu hai quên lời hứa với lão gia rồi sao? Cậu hai đã hứa là sẽ tu tâm dưỡng tánh, không có chơi bời nữa mà. Nói chuyện với ngươi chán phèo, mệt quá đi. Cái gì đâu, đừng có đi theo ta nữa mà. Hôm nay thầy sẽ giảng cho các trò một điều tác của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tất cả hãy đọc theo thầy nghe chưa? Dạ. 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 Dương liễu hoa thâm, điểu ngữ trì. Dương liễu hoa thâm, điểu ngữ trì. Quả đường thiềm ảnh, mộ dân phi. Quả đường thiềm ảnh, mộ dân phi. Quả đường thiềm ảnh, mộ dân phi. Trời ơi, học mà ngủ hoài vậy. Học đi. Dậy kìa. Dậy đi kìa. Các trò im lặng. Dạ. Dạ. Khách lai bất dấn nhân gian sự. Khách lai bất dấn nhân gian sự. Cộng ỷ lan can kháng thúy vi. Cộng ỷ lan can kháng thúy vi. Có nghĩa là chim nhẫn nhơ kêu, liễu trổ dày,
Trời ơi, học mà ngủ hoài vậy. Các trò hãy trật tự. Còn Hà Minh nữa, lắng nghe thầy giảng nghe chưa? Dạ. Nghe tiếp nè. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi mây. Hà Minh. Trời ơi, thầy trò không lo học gì hết à? Các trò im lặng. Dương Liễu cho hỏi ta nghe. Liễu ngủ. Ừ, qua đường thiềm ảnh mộ dân phi, khách lai bất dân nhân gian sự. Cộng ý đọc tiếp đi. Cộng ý lan can khai ký chi. Mát mặt quá không? Lại ngủ gục ở trong lớp hả? Bỏ bài không có chép không? Hả? Đúng vậy không Bồng? Dạ thưa đúng à. Cái gì? Dạ đâu phải con ngủ gục đâu. Mà tại con ha mọc quá, cái con ha mọc quá cho nên con mỏi cổ, con nằm cũng xuống bà chút xíu thôi à. Đúng không Bồng? Dạ thưa không. Không hả? Bồng, từ nay canh cậu học bài. Khi nào cậu hai học bài xong mới cho cậu hai đi ngủ, nghe chưa? Dạ. Cậu buồn ngủ hả? Thôi để tôi ra, tôi lấy nước cho cậu rửa mặt nha. Làm gì vậy? Cứ làm cái gì mà lăng xăng trước mắt ta vậy? Thôi đi giùm cái đi. Dạ. Thì ông chủ kêu tôi qua đây để mà chăm sóc cậu mà. Ta không cần, ai mượn. Thôi tránh xa đi. Cậu hai mà viết hết cuốn tập này á còn lâu. Ta nói rồi, kệ ta đi, ta không có mượn. Tránh xa ta ra đi. Thưa cậu hai, còn còn gì say biểu nữa không? Cậu có đói bụng không? Hay là để tôi kêu nhà bếp nấu cho cậu đồ ăn khuya nha. Ta đã nói là không có cần. Đi ngủ đi. Ta đã hứa với cha ta là tối nay ta phải viết xong cuốn này. Ta là Hà Minh, ta nói là ta phải làm. Ta nhất định phải viết xong. Vậy sáng mai tôi qua kêu cậu sớm nha. Đi. Thank you.
có mùi khác. Không lẽ có gì trái? Con Bồng, con có sao không? Con có còn đau chỗ nào nữa không? Hãy nói cho ta biết để kịp thời lo liệu. Dạ, con không sao đâu. Hồi nãy nếu như mà không có Bồng kịp thời xông vào đỡ cái xài giùm con, chắc bây giờ người gặp nạn là con rồi. Cảm tạ con. Con đã xả thân cứu được con trai của ta. Bồng ơi, con cảm ơn anh Bồng đi nghe. Ơn này tôi không biết sao báo đáp nữa. Lúc mà lão gia giúp cho mẹ con, lão gia cũng đâu có mong được trả ơn. Vậy cho nên đây chỉ là chút chuyện nhỏ con phải làm thôi. Quan quan khư cư. Quan quan khư cư. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Xâm si hạnh thái. Xâm si hạnh thái. Tả hữu lưu chi. Tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ. Ngũ mỹ cầu chi. Ngũ mỹ cầu chi. Cầu chi bất đắc. Cầu chi bất đắc. Ngũ mỹ tư phục. Ngũ mỹ tư phục. Trò Minh. Dạ. Trò đã thuộc bài thơ Xuân Cảnh mà thầy cho chép hôm trước chưa? Dạ, bài Xuân Cảnh hôm trước hả thầy? Dạ, thuộc. Cậu thuộc rồi. Tốt. Đọc lên cho cả lớp nghe đi. Dạ, con đọc cả lớp nghe hả thầy? Vậy con đọc cái bài Xuân Cảnh hôm trước cho cả lớp nghe nha thầy. Đọc đi. Con chuẩn bị đọc nha thầy. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì. Qua đường tìm ảnh mộ dân phi. Qua đường tìm ảnh mộ dân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự. Khách lai bất vấn nhân gian sự. Cộng ỷ lan can kháng thúy chi. Cộng ỷ lan can. Các trò im lặng. Cậu là ai? Tại sao lại nhắc bài cho Hà Minh? Dạ, con tên là Bồng, là gia nhân của nhà họ Hà. Dạ, con xin thầy đừng có trừng phạt cậu hai con. Dạ, cậu hai con đã cố gắng học thuộc lắm rồi. Nếu đêm qua thư phòng của cậu hai con không bị cháy, có lẽ là cậu đã thuộc rồi, cho nên mới trót dại tìm cách qua mặt thầy. Tội đáng chết này là của con. Con xin lỗi thầy. Sao? Phòng của con cháy à? Dạ. Có sao không vậy? Dạ con không có sao. Nhưng mà Bồng cứu con, Bồng bị thương ở tay á thầy. Lẽ ra đó, trò phải báo cho ta biết chứ. Dạ. Còn Bồng. Dạ. Ngươi có giữ sách vở gì trong tay không mà nhắc bài cho Hà Minh được như vậy? Dạ không. Hôm trước con ngồi ở ngoài này, con nghe thầy giảng, con nhẩm theo học thuộc. Thật vậy sao? Dạ. Đâu, con đọc lại cho ta nghe thử. Dạ. Dương liễu qua thăm điểu ngữ trì. Qua đường thiềm ảnh mộ dân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự. Cộng ỷ lan can kháng thúy di. Không sai một chữ. Học lớn mà được như vậy sao? Tốt lắm. Thì ra
hoàn cảnh của Bồng lại khó khăn đến vậy. Ừ. Cậu này mà được học hành tử tế, biết đâu lại làm nên chuyện. Thì đó, biết nó có căn bản học hành, cho nên tôi mới cho phép nó về đây. Trước á, là để làm bạn bè với Hà Minh, sau nữa là sát cánh với Hà Minh trong cái chuyện học hành. Dạ. Con thấy không Hà Minh? Dạ. Con được may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được thân phụ yêu thương, lo lắng đủ điều. Con phải ra sức trau dồi kinh sử để đền đáp công ơn và sự kỳ vọng của cha con. Dạ thưa thầy. Dạ con biết rồi thầy. Dạ thưa thầy, vậy thầy không quở trách con chuyện hôm trước hả thầy? Chuyện của trẻ con ta không chấp nhất đâu. Dạ con xin cảm ơn thầy. Vậy con cũng xin thầy là thầy đừng cấm con đến lớp, con ngồi ngoài để nghe thầy giảng bài được không thầy? Hà Ân, ông có được một gia nhân thật là đặc biệt đó. À, dạ. Nè. Dạ. Ta nói con nghe, từ nay ta không cấm con mà cho con vào lớp học, có bàn ghế tử tế, ngồi nghe giảng bài đàng hoàng, con có chịu không? Dạ, dạ, con đổi ơn thầy nhiều lắm. Dạ thầy. Vậy là thầy nhận Bồng làm học trò mới hả thầy? Ừ. Dạ, đa tạ thầy đã nhận Bồng vào lớp học. Thầy yên tâm, từ nay tôi sẽ lo. À, tôi sẽ dạy không cho trò Bồng, miễn là ông cho sắp xếp thời gian đi học là được. Dạ. Dạ, con đổi ơn thầy. Con đổi ơn lão gia. Hà Minh. Dạ. Từ nay con có Bồng làm bạn học ở bên cạnh, cha cũng yên tâm. Dạ. Dạ, con đội ơn lão gia, con đội ơn thầy nhiều lắm mà. Nè nè nè, vui 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 quá ha. Vậy là sắp tới Bồng với tôi học chung một lớp luôn. Ê, nhưng mà không được, tôi á, tôi phải học sao chứ để Bồng qua mặt là quê lắm á. Các trò hãy đọc lại bài thơ hôm trước cho thầy nghe. Dạ. Cảnh thanh ô nhật diệt thanh ô, thập nhất tiên châu thự nhất châu, bách bộ sinh ra cầm bách thiệt, thiên hàng đô một quốc thiên đầu, nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự, tứ hải dĩ thanh trần dĩ tịnh, kim niên du thắng tích niên du. Các trò giỏi lắm. Dạ tốt. Dạ, dạ. Đã tạ thầy. Cái thứ tồi tớ như nó không lo nhà làm việc mà mày đặt đi học thế chứ. Ờ kệ nó. Nè Quỳnh kia, Quỳnh nói gì vậy? Tôi nói thằng Bồng á. Bồng sao? Nó là phận tôi tớ thì lo ở nhà làm việc đi, bài đặt đi học để làm gì. Nè Bồng không phải là tôi tớ nha. Không tôi tớ sao đi theo hầu hạ huynh? Thì cái gì? Huynh cũng vậy nữa hả? Tôi sao lớn già đầu rồi mà phải có người đi theo hầu hạ như con nít vậy á. Trong Quynh lớp có một người học dở như huynh đã làm mất mặt tôi rồi, mà bây giờ còn cho thêm một thằng này tớ vô ngồi chung trong lớp học nữa. Thiệt tình không còn thể thống gì hết. Nè thiệt là mất mặt tụi tôi mà. Nè tôi nói huynh biết nha, Bồng không phải là tôi tớ, Bồng là bạn học của tôi. Bạn học của huynh thôi, không phải bạn học của tụi tôi. Tôi không học chung với phận tôi tớ. Đúng rồi đó. Không học chung thì thôi nghỉ đi. Không may nha. Trời ơi đi nhanh đó chứ đi chậm là tôi cho người trận rồi. Gì đâu Bồng, đừng có buồn nghe. Người ta nói gì thì cứ bỏ ngoài tai đi, cứ mặc kệ họ, cứ tiếp tục học chung với tôi ha. Dạ. Thôi về. Quang quang khư khư, tại hà tri châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hà.
hảo cầu, xâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi, yếu điệu thục nữ, ngu mị cầu chi. Cậu buồn ngủ hả? À, tao buồn ngủ quá. Vậy để tôi ra lấy nước cho cậu lau mặt nha. Ừ. Quan quan khu khu tại hạ kiên châu, yếu điệu thục nữ, quân tử thảo cầu. Quân tử thảo. Cậu rửa mặt đi cậu. À. Rồi, xong. Vậy là tỉnh táo học tiếp rồi hả? Ừ. Hay là bây giờ mình tập viết chữ đi. À, cũng được, cho đỡ buồn ngủ. Đúng chưa? Rồi. Tự hào không không quan quan hào không có đó không vậy? Ta đói bụng. Cậu đói bụng hả? À. Ờ, vậy để tôi ra ngoài nhờ người làm đồ ăn nha. À. À, trời ơi, học gì đâu mà cực quá vậy. Đánh bài vui hơn. Có cháu này cậu. À. Ủa, nè, con cháu ơi. Nè. Dạ, cậu ăn đi. Ăn đi, cầm đi. Ăn cho vui. Dạ, đôi ơn cậu. Ừ. Trời ơi, ngon quá. Ngon thiệt á. Cậu hai. Ngon thiệt á. Gì vậy? Ông biểu con mang trà sâm vô cho cậu với lại ăn bồng uống. À, để đi. Để đi. Gọi ra ngoài đi. Gì vậy? Ra ngoài đi. Đi đi. Cậu ăn no rồi. Thôi bây giờ hai cậu cháu mình học tiếp nha. À, cũng được. Rồi học tiếp đi. Quan quan cương, quân tử hảo cầu, quân tử hảo cầu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo, yếu điệu thục nữ, Oh.
Quang quang yêu dị. Chết rồi. Cái miếng ngọc bội bây giờ con kiếm không có thấy nữa. Hả? Con đã tìm kỹ chưa? Dạ kỹ. Con lục tung cả phòng rồi mà không có thấy. Con có nhớ chắc không? Dạ chắc. Chắc chắn luôn á. Con chắc chắn mà. Nhà ta từ xưa giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện trộm cắp. Chuyện này có chắc không? Dạ chắc dạ, mà. Dạ thưa ông, có khi nào có người ăn cắp miếng ngọc bội của cậu hai không ông? Làm sao mà có chuyện đó được? Làm gì mà có chuyện ăn cắp? Phòng ngủ của ta ai mà vô mà lấy được chứ? Thì con thấy cậu Bồng cũng vô phòng cậu được mà. Ờ. Nè, con nói vậy là ý gì? Hả? Ừ, dạ ông cho phép thì con mới dám nói. Rồi. Ừ, dạo gần đây con thấy cậu Bồng có những biểu hiện lạ lắm không? Cứ giống như là giấu giếm giếm gia đình mình chuyện gì á. Là sao? Hả? Con là người ở trong nhà, có chuyện gì thì con phải báo ngay cho ta biết để ta kịp thời xử trí. Con sợ nói ra rồi ông nghĩ con ganh tị với cậu Bồng. Không, nói. Dạ, con thấy cái chuyện này mà ông bỏ qua thì chắc chắn mai mốt sẽ có chuyện tài đình lớn hơn xảy ra nữa. Bây giờ cách tốt nhất á là ông cho tập trung hết tất cả gia nhân của nhà mình lại, rồi ông cho xét hết tất cả phòng của mọi người đi. Lúc đó ai ngay ai gian là biết liền hả ông? Con nói có lý. Được. Xuống, tập trung tất cả gia nhân lại cho ta. Dạ. Trời, không biết mình bỏ qua chuyện này đi. Để từ từ rồi con sẽ kiếm được miếng ngọc bội mà. Đừng. Không được. Chuyện này không từ từ được. Nhất định phải tìm cho ra kẻ bất minh đó. Nhà của ta từ xưa giờ không có chấp nhận phường trộm cắp. Con rõ chưa? Dạ. Con trai của ta vừa mới mất một miếng ngọc bội mà cái chuyện mất cắp từ xưa giờ chưa hề xảy ra trong ngôi nhà này. Ta hỏi, nếu như ai có lỡ trót dại, hãy thú nhận đi, lần này ta tha lỗi cho. Sao? Ta nói nãy giờ các ngươi có hiểu không? Hả? Miếng ngọc bội này là vợ ta để lại làm tín vật gia bảo cho con trai của ta. Nó có một giá trị tinh thần rất lớn đối với con trai ta. Ông, nếu mà không ai nhận tội á, hay là mình xét tay nãy đi ông. Đấy. Gì vậy? Đâu cần đâu. Dạ cần nữa cậu hai. Đưa đây. Vào. Ông ơi. Hả? Nè ông, miếng ngọc bội của cậu hai nè. Vậy là đúng rồi. Quá rõ ràng rồi ha. Ngươi là đồ ăn cắp. Trời ơi, ở chung biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ mới biết cái nhà mới lòi ra mặt chuột. Đồ ăn cắp. Đúng rồi. Chính miếng ngọc bội này là của con trai ta đây mà. Ông ơi, con không biết là tại sao, nhưng mà con không bao giờ có tư tưởng mà ham của người khác. Ừ, huống hồ chi ông với cậu hai là ân nhân của con nữa.
Con không có. Dạ đúng rồi, đúng rồi cha. Còn ở đó già mồm nữa hả? Ông ơi, hắn nghĩ á, hắn là người có học, bây giờ nói ra như vậy để chối tội đó ông. Tôi không có. À, dạ, dạ, dạ cha ơi, cho con nói này nha cha. Cậu hai. Nói cái gì? Để ta nói. Dạ. Hả? Dạ con tính nói là. Cậu hai đừng nói. Để ta nói. Dạ. Sao? Muốn nói cái gì? Dạ. Con binh nó hả? Dạ con không có binh. Dạ cha, con cha hứa với con là con nói ra cha không có la con nha. Nói. Dạ Bồng không thể là người lấy cái miếng ngọc bội đó được. Tại vì ngoài con ra, Bồng là người duy nhất biết cái miếng ngọc bội đó là giả. Hả? Cái gì? Tại sao là giả? Miếng ngọc bội này chính mẹ con để lại cho con làm gia bảo trong cái nhà này. Nó có một giá trị tinh thần rất lớn đối với con. Ta biết nó bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ bây giờ tự nhiên nó lại là giả? Dạ không, cái miếng ngọc bội mà của mẹ để lại là thiệt. Nhưng mà nó trở thành giả là tại con. Là tại sao? Hả? Dạ tại con cần ngân lượng để con trả nợ, cho nên con đã đem cái miếng ngọc bội đó đi cầm rồi. Con sợ cha la cho nên con đã đặt người ta làm một cái miếng ngọc bội khác rồi con tráo vô. Chứ cha nhìn kỹ đi, người ta làm cũng đâu sắc sảo lắm đâu, nhìn kỹ là biết giả cha. Dạ Bồng nó phát hiện rồi, nó gặng hỏi con đã thú thiệt với nó rồi. Con định là một thời gian nữa con dành dụm tiền để con chuộc lại. Cho nên Bồng không thể là người lấy cái miếng ngọc bội đó được. Nó lấy cái miếng giả để làm gì, đúng không cha? Ta hiểu rồi. Nhưng mà trong chuyện này nhất định là có người đã làm. Tại sao miếng ngọc bội này tự nhiên có thể chui vào trong túi đồ của thằng Bồng như vậy? Phải có ai làm chuyện này để mà vu oan cho thằng Bồng? Thôi được, chuyện này hệ trọng đây, ta sẽ suy xét sau. Các ngươi cứ về làm việc tiếp đi. Dạ. 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 Cha ơi, cho con tiền để con chuộc cái. À, dạ thôi. Rớt gì cho nội? Rớt gì? Rớt tiền. Ê, cầm đi. Tiền sao để trong phòng? Dắt đâu lung tung vậy? Nhật bất ly thân á, cái này mất chết luôn. Cũng may tôi là người tốt á, chứ người khác thì xong rồi. Còn tích chắc chưa cha? À biết rồi. Nhìn cái mặt mà thấy không ưa nổi rồi. Tại sao túi bạc của nó
lại rớt trong phòng của mình. Không lẽ tôi mất tiêu rồi? Chết rồi. Quỳnh đang tìm cái này đúng không? Túi bạc này của Quỳnh đúng không? Quỳnh lấy đi. Anh Bồng, anh không hận tôi sao? Tại sao tôi phải hận Quỳnh? Rõ ràng anh biết tôi lẻn vô phòng anh để vu oan giáo họa cho anh mà. Ai cũng có lúc giận quá mất khôn. Chuyện không vui qua rồi, Quỳnh đừng có để bụng nữa. Nhưng mà tôi... Tôi về ngủ đây. Hai con. Dạ. Hãy coi lại hành trang tất cả đã đầy đủ chưa? Dạ thưa ông, con đã sắp xếp gói ghém cẩn thận rồi, không thiếu gì đâu ạ. Dạ cha, kỳ này con với Bồng đi thi á, lỡ như con rớt Bồng đậu thì sao cha? Cậu hai lại khiêm tốn rồi. Không phải là thầy khen dạo này cậu hai tiến bộ vượt bậc rồi sao? Nè, học tài thi phận, đậu thì mừng, rớt thì học lại thi lại có sao đâu. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng nản chí là được. Dạ. Dạ, con nói giỡn thôi, chứ con sẽ cố gắng. Với lại có Bồng bên cạnh thì con sẽ an tâm hơn. Tôi thiệt là may mắn mới được đi theo hầu cậu, lại còn được ăn học, được lão gia giúp đỡ lên kinh ứng thí. Thật sự là con có nằm mơ con cũng không dám nghĩ tới. Ta có việc này quan trọng muốn nói với hai con trước lúc lên đường. Dạ, có việc gì thì xin cha cứ dạy bảo. Việc này khá là hệ trọng, ta cũng đắn đo suy nghĩ, suy xét lâu nay. Bồng con. Dạ. Con ở trong nhà của ta cũng đã lâu rồi, tánh nết ăn ở như thế nào tất cả mọi người đều yêu quý. Dạ. Mà con cũng biết rằng ta có một mụn con để nối dõi tông đường là Hà Minh. Nhờ có con mà nay Hà Minh đã dần trưởng thành, đã biết suy nghĩ, ta mừng lắm. Nhưng con thì mồ côi, tứ cố vô thân. Chính vì vậy, từ hôm nay, ta muốn nhận con làm nghĩa tử. Con thấy sao? Dạ lão gia, thật sự là con không dám nhận ơn phước này. Dạ hay quá, thưa cha, như vậy là con với Bồng là huynh đệ, có phải không cha? Tất nhiên rồi, nhưng mà với một điều kiện là Bồng sẽ đồng ý. Thưa lão gia, con sợ là mình không xứng đáng. Ta nghĩ ta mà có được một nghĩa tử như con thì đó là phúc phần của ta. Dạ cha, nếu như vậy thì con làm anh, còn Bồng làm em, đúng không cha? Tầm bậy, Bồng lớn hơn con 2 tuổi, vì vậy Bồng sẽ là nghĩa huynh, còn con thì là nghĩa đệ. Nè, liệu ăn ở đối xử gọi sao mà cho phải phép nha. Nghĩa đệ xin ra mắt nghĩa huynh. Nghĩa huynh ra mắt nghĩa phụ ấy. Nghĩa phụ, con xin đội ơn người. Được rồi, đây, đây là quà của ta tặng cho hai con trước khi hai con lên đường. Đây, trên cái dây ngọc bội này có khắc đầy đủ tên của các con và quê quán. Hai anh em từ nay liệu mà bảo ban chăm sóc nhau cho đến lúc cuối đời, nghe chưa? Nè Bồng con. Dạ. Cho cha gửi Hà Minh cho con. Con xin đội ơn nghĩa phụ. Con xin hứa với nghĩa phụ, con sẽ chăm sóc cho Hà Minh và đưa đệ ấy ứng thí đúng ngày, và nhất định sẽ đạt được kết quả tốt.
Dạ, con cũng sẽ cố gắng thưa cha. Được rồi, như vậy là ta vui lắm rồi. Tốt. Dạ. Vô đây ông biểu. Có gì nói cho ông nghe. Dạ con muốn theo hai cậu. À, đa tạ lòng tốt của huynh. Nhưng mà tôi với lại Hà Minh có thể tự lo được. Với lại nếu như mà huynh đi thì ai sẽ ở nhà chăm sóc cho nghĩa phụ? Thôi được rồi, hai con hãy lên đường cho kịp giờ, đừng có bệnh rịnh nữ nhi thường tình nữa. Dạ. Bái biệt nghĩa phụ. Dạ, thưa cha con đi. Anh Tốt, ở nhà nhớ chăm sóc cha tôi cho tốt nghe. Cậu cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho lão gia mà. Hai cậu lên đường cẩn thận nghe. Thôi đi Nghĩa huynh. Chúng ta đi, đi lên kinh ước thi. Nhanh lên ông Quýnh, để uống nước đi. Dạ. Nè, bánh nè. À. Ta muốn cảm ơn đệ vì chuyện hôm trước. Chuyện nào Quýnh? Chuyện đệ đã đứng ra nói sự thật, thanh minh giúp cho ta. Cái chuyện mà miếng ngọc bội á hả? Trời ơi, có gì đâu. Đệ đâu thấy im lặng khi biết chắc huynh bị hàm quan vậy chứ. Nhưng mà sau khi đệ nói ra, đệ đã bị nghĩa phụ cho một trận đòn rồi. Đã vậy, gia nhân ở trong nhà mọi người cứ sầm xì bàn tán là đệ lấy vật gia bảo của mẹ đi cầm cố. Có gì đâu, từ nhỏ tới lớn đệ bị cha đánh quen rồi. Với lại đệ cũng đâu có uy tín gì với tụi gia nhân trong nhà đâu. À, nhưng mà huynh à, công nhận nha, lần đó đứng ra giải quan cho huynh xong á, đệ cũng thấy nhẹ lòng á. Với lại sau chuyện đó tới giờ á, đệ tự nhủ là đệ phải quyết tâm cố gắng học hành, sống phải có trách nhiệm hơn, sống như huynh vậy đó. Đệ hả, con huynh là hình mẫu á, để đệ phấn đấu á. Nếu mà đệ làm được như vậy, huynh nghĩ là nghĩa phụ rất vui lòng. Trời ơi, đệ là Hà Minh mà, đệ phải làm được chứ. Cố gắng lên. Dạ. Ngon lắm à, huynh ăn đi. Thôi để ăn đi. Thôi huynh ăn đi, huynh cũng đói rồi mà, ăn đi. Thôi để cứ ăn đi, huynh chưa đói đâu. Thôi huynh ăn đi, ăn với đệ đi. Dạ. May quá, chỗ vắng vẻ gì mà cũng kiếm được phòng trọ nữa. Huynh đệ mệt quá rồi, bây giờ đệ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi. Mình phải ngủ cho lại sức, để sáng mai chúng ta còn lên kinh thành nữa. Dạ. Dạ, xin chào quan khách ạ. Quan khách đang cần phòng nghỉ chân đúng không ạ? Dạ đúng. Ở đây tôi còn đúng một phòng thượng hạng, đảm bảo là rất mát mẻ và rất yên tĩnh, sẽ không có ai làm phiền quan khách hết á. Chắc chắn là quan khách sẽ hài lòng. Được rồi, rồi thôi lẹ đi, lẹ đi. Lẹ đi. Mời quan khách ạ. Trời may quá, kiếm được chỗ này. Nè, để uống miếng nước đi. Dạ, trên này miếng nước rồi, khát quá. Để tao đi lấy nước. Ủa, hết nước rồi hả? Hai con mồi này có bộ mập đó nha. Sao không xông vô xử nó liền luôn đi? Không được, phải chờ tới canh ba. Giờ còn sớm, với lại quân lính hay đi tuần ngang qua chỗ này lắm. Lần này á phải cẩn thận, đừng có nôn nóng. Dạ, nhìn cái bộ của bọn chúng là biết con nhà gia thế rồi. Em nói thiệt nha, cái bọn công tử bột này hả, em chỉ cần búp một phát là chết tươi. Lần này bọn chúng đang lên kinh thành, tư trang mang theo không ít, phen này chúng ta vô bánh chắc. Dạ đúng rồi, từ từ chúng nó cũng nằm gọn trong tay mình thôi. Dạ. Nguy rồi, nguy rồi.
Đây à, bị đi. Quên chúng ta nước đi hả? Huynh đệ ta lọt vào hang ổ của bọn cướp rồi. Cướp hả? Bây giờ sao huynh? Bây giờ mình phải nhanh chóng thoát thân đi. Đi. Nhẹ thôi. Chết rồi, quá rồi, quá rồi. Anh ơi, đây, bây giờ đệ hãy leo lên lưng của huynh, xong rồi hãy leo ra ngoài. Nhanh lên. Không được, không được, không được. Đệ sợ, đệ sợ, đệ sợ lắm. Bình tĩnh đi. Không được, không được, không sao đâu. Đệ sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Giờ sao? Đây, hay là bây giờ chui ra ngoài đi. Chui ra. Ủa, lên. Tụi công tử bọn mất tiêu rồi. Cỡ nó trốn rồi. Nó mất tiêu rồi. Nhìn lên đi. Tìm nó cho tao. Nhìn lên. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nhanh đi đệ. Nhanh đi. Nhìn lên đi. Nhìn lên. Tụi nó. Đừng để tụi nó thoát. Dạ dạ. Nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên. Tụi nó kìa. Nhìn lên bọn huynh. Nhìn lên. Dạ. Nhìn lên. Hai chạy kia, nhìn lên, chạy đi, nhìn lên, chạy, hai chạy kia, chạy đâu cho thoát, hả? Hai chạy bảy đứng lại cho tao. Bắn nó, dạ. Chạy nhìn lên. Bọn Quỳnh ơi, bây giờ hướng nào, bây giờ hướng nào, bây giờ, bọn Quỳnh, hướng nào? Bình tĩnh đi, chúng ta trốn chỗ đây, nhìn lên, nhìn lên. Bọn Quỳnh à, đệ sợ quá. Tôi nói còn đổ tới mình không vậy? Không sao đâu, Quỳnh nghĩ là mình an toàn rồi. Bây giờ tạm thời đêm nay mình cứ ở tạm đây, để sáng mai rồi mình tính tiếp. Chắc là đệ yên được quá. Chắc là tụi nó không có tìm ra mình đâu. Đúng Quỳnh, đúng Quỳnh. Bây giờ đệ nghe lời của Quỳnh, cho dù có bất cứ chuyện gì đệ cũng không được bước ra ngoài nghe chứ. Để Quỳnh ra ngoài đi một vòng coi sao. Quỳnh đi hả? Không được, đệ sợ lắm. Không được. Để bình tĩnh đi, Quỳnh không bỏ lại đệ một mình đâu. Quỳnh ra ngoài rồi sẽ về liền. Vậy Quỳnh đi, lẹ vậy nha, để đây sợ lắm á. Đệ yên tâm, dù bất cứ giá nào ta sẽ quay trở về với đệ. Tụi nó đâu rồi không biết nữa. Tao mới thấy nó đây mà, chắc nó còn quanh quẩn đâu đây. Mày chạy qua kia tìm đi. Dạ. Nó đây rồi. Bắt nó. Dạ. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại cho tao. Đứng lại. Mày chạy hả mày? Chạy đâu? Mày chạy đâu cho thoát? Hả? Dám qua mặt tụi tao hả? Thằng anh em mày đâu? Tôi không biết. Mày giấu nó ở đâu? Còn một thằng nữa. Dạ, lôi vào thằng này bắt nó chỉ chỗ của thằng kia. Chắc chắn thằng kia còn trốn vòng vòng chỗ đó. Đi, mau, đi mày. Nhanh lên. Mày nó còn đâu đây? Khải mau! Tôi không biết thiệt mà. Không biết hả? Đánh cho nó biết. Mày cô hả mày? Bây giờ mày có nói không? Tao hỏi cho một lần nữa, có khai không? Thằng bạn của mày đâu? Không khai hả?
Tôi không biết. Nắm đâu nói vậy? Nghe mày, mày đợi không? Bây giờ tao hỏi mày có khai không? Tôi đã nói là tôi không biết mà. Không biết thì đánh nó cho tới khi nào nó khai gì thôi. Dạ. Mày không biết hả? Hoàng cô, tôi không biết. Hoàng, Hoàng cô, phải không? Hoàng cô, đừng mà. Hoàng cô, không phải. Mày, Hoàng cô, tao cho mày chết. Hoàng cô, mày sao? Mày có khai không? Tôi khai, tôi khai. Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu thì mày đâu có bị đánh. Nó ở đâu? Tôi giấu ở hướng này nhé. Nói lên đi. Nó trốn chỗ nào hả? Mày mà chỉ sai hả? Chém mày chết. Để lên. Ở đâu hả mày? Đi. Nó trốn ở đâu? Hỏi mau, nó trốn ở đâu? Bên nào? Đi. Nó trốn ở đâu? Đi lẹ lên mày. Nó ở đâu mày? Nó ở đâu? Mày cần cái gì? Tụi mày sẽ không bao giờ tìm được cái đệ của tao đâu. À, thì ra nãy giờ mày dụ tụi tao để cho thằng bại của mày chạy thoát đúng không? Dám lừa gạt tao hả? Mày, mày, tao cho mày chết. Nó chết rồi. Quay lại chỗ cũ đi tìm thằng kia. Không. Dạ. Ủa bà Quỳnh đâu rồi? Bà Quỳnh ơi, bà Quỳnh ơi, bà Quỳnh, bà Quỳnh ơi, bà Quỳnh ơi, bà Quỳnh, bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh ơi, bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh đâu rồi? Bà Quỳnh. Bà Quỳnh đâu rồi? Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh à. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh à. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh ơi. Hà Minh. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi. Bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi. Quỳnh. Quỳnh có sao không? Ta không sao. Quỳnh không sao hả? Vậy thôi, mình lên đường tiếp nha Quỳnh. Mình đi. Ê, sướng quá. Cuối cùng thì cũng gần tới kinh thành rồi. Ủa mà Quỳnh, sao mặt Quỳnh cứ u sầu hoài vậy? Từ lúc bị cướp tới giờ Quỳnh cứ sao á? Ủa bộ vết thương chưa lành hả? Quỳnh không sao. Thấy đệ lấy lại tinh thần như vậy là tốt lắm. Quỳnh, kỳ này á, mình lên kinh thành, mình tìm khách điếm nào đó náo nhiệt mình ở đi. Vậy Quỳnh nhường phần tìm khách điếm cho đệ. Yên tâm yên tâm, kỳ này á, Quỳnh cứ để phần đó đệ lo. Bây giờ là Quỳnh cứ là ở bên đệ hưởng phúc, không cần phải nhắc đệ từng câu nữa đâu, từng chút nữa đâu. À, đệ phải nhớ cho kỹ nè. Khi vào trường thi, đệ phải cố lắng nghe người ta gọi tên. Rồi khi vào phòng thi, đệ phải coi kỹ đề thi và làm bài cho thật tốt. Trời ơi, Quỳnh lo xa quá. Mà nếu như mà đệ có quên á thì có Quỳnh, Quỳnh nhắc cho đệ, đúng không? Không được, thi cử phải tự lực cánh sinh, Quỳnh có thể giúp được. À, thì biết rồi, biết rồi. À Quỳnh, bây giờ đệ cảm thấy là Quỳnh với cha có nhiều điểm giống nhau lắm. Giống nhất là gì biết không? Cái gì? Tính cầm ràm á. Nhanh lên Quỳnh, nhanh lên. Ông có thấy kỳ không? Kỳ quá đi chứ. Cậu ta bị cái gì
mà cứ nói chuyện mình à. Hình như là sĩ tử khoa thi này á, chắc vì học nhiều quá cho nên cậu ta bị khùng rồi. Sao lạ vậy? Huynh ấy ngồi đâu mà sao mình không thấy vậy cơ? Đề này tương đối cũng dễ, mình dư sức làm. Huynh ấy chắc là trúng tủ rồi. Cho phép tiểu sinh ra ngoài một chút. Ngươi làm sao mà mặc như trúng gió vậy? Có làm bài tiếp được hay không? Dạ được. Ra đi. Dạ. Huynh hả? Sao huynh đi đâu vậy mà đệ tìm hoài không thấy? Huynh vừa chạy đi mua thuốc, để sắc thuốc cho đệ uống nè. Đệ uống đi. Cảm ơn huynh nha. Ủa mà huynh làm bài xong chưa vậy? Cũng gần rồi. Mau vô làm bài thi tiếp đi, kẹo hết giờ. Đệ vô nha. Ngoài ba vị đối đầu trong kỳ thi hội năm nay thì các sĩ tử sau đây cũng đã đủ điểm đạt học vị thái học sinh, gồm có 21 người. Đệ thấy hồi hộp quá, nhưng mà đệ tin chắc á là huynh đệ mình sẽ có tên. Đệ chắc luôn á, tại vì hả, đệ rất tin tưởng vào bài làm của mình lắm. Còn huynh thì khỏi lo rồi, huynh ngon rồi, có đúng không? Một Thái Điền Làng Hạ. Ê, tôi đó. Ta. Chúc mừng. Trần Hào Làng Cối. Chúc mừng. Ba Nguyễn Minh Làng Thượng. Giỏi quá hả? Đa tạ. Chúc mừng. Số 16 Hà Minh Làng Đồng. Hà Minh. Đầy đậu rồi, vui quá. Đầy đậu rồi. Số 21 Trần Tùng Làng Sen. Hết. Tất cả các sĩ tử trong này có mặt trước nội điện chờ nhận thưởng. Ủa sao không có tên của huynh vậy? Ủa sao kỳ vậy? Quang, có lộn gì không vậy? Ủa, huynh học dở hơn đệ mà sao đệ đậu mà huynh không đậu vậy? Ủa, sao? Trời ơi, cái huynh đó không biết bỉ gì nữa. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đây sao nè. Sao kỳ ta? Huynh đó không bình thường. Giỏi vậy mà. Chắc là học nhiều quá. Không có tên là sao? Tội quá, học quá nữa mới kỳ vậy. Đúng thiệt là tội. Cha, con nè, con đậu rồi cha ơi. Cha. Cậu hai. Cha. Cha ơi, con đậu rồi. Hà Minh. Con đậu rồi cha. Con đậu rồi cha. Chúc mừng cậu hai. Tốt quá. Chúc mừng lão cha. Mình ơi là Minh.
Ôi, ông trời ơi, ông trời, con của con nó vẫn khỏe. Con ơi, trải qua cái biến cố lớn như vậy mà con vẫn hoàn thành bài thi. Ôi, nhưng mà mấy ngày nay chỉ có một thân một mình, chắc là con vất vả lắm đây nè. Hả? Dạ, có biến cố gì đâu cha. À, con hiểu rồi. Ý của cha nói là cái hôm mà con trọ ở Hắc Điếm rồi con bị tụi cướp truy bắt á hả? Ờ. Ai nói với cha mà cha biết lẹ vậy? Dạ không có gì đâu. Mà cũng may là lần đó nha, có bọn huynh đi cùng, chung thôi là giờ con cũng mệt luôn rồi đó. Ờ. Tội nghiệp cho bọn huynh quá. Tốt như vậy mà lại chết sớm. Ê, tụi ẻo gì á? Chết sớm gì, người tốt gì? Bọn huynh lúc nào cũng bên cạnh ta mà. Huynh ấy... Ủa Quỳnh ấy vừa ở đây mà. Quỳnh ơi, Bồng Quỳnh, ra đây đi Bồng Quỳnh. Bồng Quỳnh. Mình, Hà Minh. Dạ. Chẳng lẽ con chưa tỉnh trí lại sau cái vụ cướp à? Nãy giờ con cứ lảm nhảm cái gì vậy? Con lảm nhảm gì đâu, cha nói gì vậy? Con mới vừa nhắc Bồng Quỳnh, con gọi Bồng Quỳnh đó. Thì Bồng Quỳnh bên cạnh con gọi là đúng rồi. Con có thương tiếc nó thì cũng đừng kêu réo nữa. Con hãy để cho nó sớm siêu thoát đi con à. Siêu thoát hả? Ừ. Cha nói ai siêu thoát vậy cha? Trời đất ơi. Trời ơi cậu hai, cậu không nhớ gì hết hả? Bồng Quỳnh đã bị cướp giết ngay tối hôm đó rồi. Xác của cậu ấy được quân lính tìm thấy ở trong rừng. Quan quân đã truy bắt được bọn cướp để đem về quy án. Cũng may là nhờ vào cái miếng ngọc bội trước khi đi lão già tặng, có khắc đầy đủ tên họ và nguyên quán mà lính mới tìm được tới nhà báo hung tin đó. Còn với lão già mới tìm lên kinh thành gấp để báo với cậu nè. Người đợi lão, rõ ràng là bọn huynh bên cạnh ta mà. Cha, thằng Tốt nó bậy phải không cha? Không. Đây nè con, miếng ngọc của thằng Bọc đây nè con. Con hãy chấp nhận cái sự thật đau lòng này đi con. Trên tay cha đây nè, cha đã nhận xác nó, cha đã chôn xác nó một cách chu đáo đàng hoàng tử tế. Đúng rồi đó cậu hai. Vậy mấy ngày nay Bồng Quỳnh luôn bên cạnh, luôn bên cạnh con là sao cha? Có lẽ là nó thương con, nó quý con, nó giữ lời hứa với cha, cho nên dù nó có chết đi, nó vẫn theo sát con suốt ngày thi cử ở kinh thành để chăm sóc con đúng với tâm nguyện của nó. Nãy giờ Quỳnh đi đâu vậy mà để từ ngoài không thấy? Quỳnh vừa đi mua thuốc, để xách thuốc cho đệ uống nè. Đệ uống đi. Cảm ơn Quỳnh nha. Ủa, mà Quỳnh làm bài xong chưa vậy? Cũng sắp rồi, mau vô làm bài thi tiếp đi, kẻo hết giờ. Để vô nha. Bồng Quỳnh ơi, Quỳnh đã là người thiên cổ rồi, Bồng Quỳnh vẫn còn nặng tình nặng nghĩa, vẫn chăm sóc bảo ban đệ để đệ hoàn thành tâm nguyện. Cha ơi, nếu mà không có Quỳnh ấy quay về bên cạnh con, chắc là kỳ thi này con không qua khỏi quá. Quỳnh ấy lúc nào cũng yêu thương con hết, luôn chăm sóc cho con. Ôi, nghĩa tử của ta quả là một người trung hậu, đến chết vẫn một lòng một dạ trung thành với ta. Bồng ơi, con hãy yên tâm mà siêu thoát nghe con. Bồng ơi, Bồng Quỳnh,
ơn này để xin cắt cốt ghi tâm. Đệ hứa là đệ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng huynh. Bầu huynh ơi, bầu huynh ơi, bầu huynh. Đa tạ nhị chị đã mở lòng cho tôi ở lại nhân thế mấy ngày, giúp nghĩa đệ của tôi qua được kỳ thi. Nên tâm nguyện đã hoàn thành, tôi sẵn sàng đi theo. Bọn ta vì cảm động tình sâu nghĩa nặng của ngươi cho nên nhắm mắt cho qua. Thôi, hãy theo chúng ta đi đầu thai, thế nào kiếp sau của ngươi cũng gặp được nhiều may mắn. Dạ. Ngươi hãy yên tâm mà siêu thoát. Dù không còn trên dương thế, nhưng mà trong lòng mỗi người ở lại, ngươi vẫn luôn sống mãi đó thôi. Tôi không còn gì tiếc nuối nữa. Ân nghĩa đã hoàn thành, xin đội ơn gì gì đã có lời tốt đẹp cho tôi. Đi. Bồng huynh, bồng huynh ơi. Mới hay, người sống ở đời lấy nhân nghĩa làm đầu, thì dù ở hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng để thực hiện điều mà mình đã hứa, đã nguyện. Cho đi là để nhận lại, dù cho số phận không may đi chăng nữa, cũng luôn gửi lại cho đời sự tinh cẩn, lạc quan và luôn là tấm gương cho hậu thế. Ủa đâu? Ê, sao kỳ mày? Kỳ gì? Rõ ràng là tao mới thấy có hai đi hướng này, mà sao ra đây không thấy ai hết mày? Mày có bị quán gà không? Khu vườn sau nhà cây cối um tùm, có rắn rít nữa. Cổ ra đây làm chi? Nhưng mà ngộ mày ơi, bữa trước á, tao cũng ra đây nè, tao thấy loáng thoáng có bóng người. Cái tao ra đây tao tìm, tao tưởng ăn trộm, mà ra cuối cùng cũng không thấy ai luôn. Biết ai không? Ma. Ê, mày mày. Chứ mày nghĩ đi, nhà ông chủ hai lớp rào như vậy, chỉ có ma mới xuyên qua được. Chứ ai mà qua được, đúng không? Ủa sao ngộ vậy ta? Nếu mà mình thấy cái gì đó mà mình ra mình không thấy nữa là lý do sao? Là thăng thiên hay độn thổ rồi? Ừ. Gì? Hay là ma đó? Khùng quá. Giống như là ma sau lưng mày kìa. Ôi quỷ, làm giật mình mày. Cực thân cho bụi quá. Hoàn cảnh chúng ta trắc trở như vậy là phải chịu thôi, chứ biết sao bây giờ. Huynh không xứng đáng với bụi. Chúng ta cứ lén lút như vậy hoài, mọi chuyện mà dở lỡ thì bụi không sợ. Hay là để bụi nói thật với cha mẹ? Không được. Huynh xin muội, trước đây cha của muội đã từng răn đe tôi tớ trong nhà là không được trèo cao. Huynh chỉ là một kẻ học hành gian dở, là mồ côi, còn nghèo nữa, là đang làm kẻ ở cho nhà muội, há đâu dám đeo bọc. Chúng ta đừng nên lén lút nữa. Huynh, muội không thấy chúng ta có gì khác biệt cả. Huynh chỉ là không gặp thời, thất cơ lỡ giận, chớ khí chất đâu có thua kém gì ai. Bây giờ huynh cam phận làm công cho cha muội, chỉ là kiếm kế sinh nhai qua ngày, nay mai dành dụm đủ bạc thì huynh quay về lo đèn sách, muội sẽ chờ huynh. Lúc nào muội cũng sẽ chờ. Tấm lòng của muội
huynh không biết làm sao để báo đáp. Nhưng muội là con gái, con gái có thì huynh không thể để muội đợi lâu. Huynh không dám hứa hẹn điều gì xa xôi hết. Muội không biết, bây giờ huynh phải thề là không được bỏ muội. Chúng ta phải ở bên nhau, chúng ta phải nên duyên sắc cầm. Được. Sổ sách đâu đó rõ ràng. Giỏi đó. Nè con. Dạ. Sau này đó ráng đi theo hầu hạ ông ha. Dạ. Mà cái ông cần nhất, ông thương nhất á, là phải trung thành với ông. Nghe chưa? Dạ. Rồi coi cái đám hầu gái trong nhà này á, đứa nào con ưng bụng á, thì trình lên với ông bà. Rồi ông đứng ông chủ hôn cho. Nghe chưa? Dạ con đội ơn ông. Ừ. Nhưng mà con chưa muốn lập gia thất. Ý, còn chưa lập gia thất gì nữa. Năm nay con cũng đã ngoài 20 rồi. Hơn nữa thân mồ côi, phải càng nghĩ tới chuyện lập gia thất sớm chứ. Dạ, ý của con là con muốn lập thân trước à. Ừ. À, tôi hiểu rồi. Ý là chắc muốn trong tay có chút gì đó trước á. Nè, đừng có nói là mày muốn đi học lại rồi đi thi cử rồi kiếm chút danh với người ta, nghe chưa? Dạ, ông quả thật là đại tài. Con thật đang muốn làm như ông nói vậy đó. Ủa, thiệt hả mày? Thiệt hả mày? Dạ. Dạ, ông bà bá hộ có nhà không bà? Bà Mai, bà vô đây, ngồi dạ, đi. Chào bà, chào bá hộ. Bà ngồi đi. Dạ. Nè, bà hẹn với bà Mai hả? Thì cái chuyện xe duyên cho ái nữ nhà ta đó, hôm bữa gặp tôi có đánh tiếng rồi. Dạ. Bữa nay chắc là qua để nói chính thức luôn đó phải không? Dạ. Cái chuyện con gái mình với lại Đỗ công tử, cháu của tri phủ Đỗ Cần đúng không? Chứ còn ai vô đây nữa. Phen này con gái mình một bước là lên làm phu nhân rồi đó nghe ông. Nhưng mà bà cũng phải đợi hỏi ý con gái của mình trước đã chứ. Ừ. Ông cứ yên tâm đi, con gái của tôi biết tánh nết của nó. Hơn nữa có cái đám nào hơn đám này đâu mà kén chọn. Ông bà cứ yên tâm, là tất cả mọi chuyện á, trong ngoài á, một tay tôi làm hết à. Dạ. Cô chủ à, cô dậy ăn chút cháo đi cô. Cô nhịn từ sáng tới giờ là không có được đâu á. Cô chủ. Cô chủ. Dạ. Dạ thưa ông bà, từ sáng tới giờ cô chủ cứ nằm khóc miết à, hỏi cũng không nói gì hết, ăn cũng không chịu ăn nữa. Ra ngoài. Dạ. Trời đất ơi con ơi, chuyện đâu thì còn có đó, chứ con mà nhịn ăn kiểu này chết chứ sao sống nổi. Cha mẹ định đoạt tương lai cho con là cũng vì muốn con sung sướng, chứ đâu phải để nhìn thấy con mình chết dần chết mòn vậy đâu. Thiệt tình con với cái, mình tính chuyện tốt lành cho nó mà nó lại làm nư như vậy. Mày nói cho nghe coi hả? Mày chê Đỗ công tử ở cái chỗ nào? Nói hả? Mắc cái gì, người ta mới đánh tiếng là qua giảm hỏi mà chưa cái gì hết trơn hết trọi mà lăn đùng 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 ra nằm giả vậy à hả? Nè nè nè, mày nghe cha hỏi rồi mày trả lời cho cha biết. Tìm được một cái nhà môn đăng hộ đối với nhà mình như vậy là dễ lắm sao hả? Thôi ông ơi, ông đừng có la con. Con à, cha mẹ chỉ có mình con thôi hà. Bây giờ con muốn làm sao cha mẹ cũng chiều hết trơn á. Chỉ cần con ngồi dậy, con ăn giùm mẹ ăn chén cháo đi con. Ngồi dậy đi con. Cha mẹ ép duyên con thà chết. Không, không ép nữa. Bây giờ chỉ cần con ngồi dậy ăn giùm mẹ chén cháo thôi à. Con không ăn. Chết thì thôi, chứ con không bao giờ lấy người mà con không thương. Con chỉ muốn nên duyên với người con thương mà thôi. Bà, nó nói cái kiểu này chẳng lẽ là trong lòng nó đã có ai rồi? Làm gì mà có ai. Mà thôi, ông cũng đừng có làm hung làm dữ với con chứ nữa. Chứ bà thấy. Để đó đi rồi từ từ tôi khuyên bảo nó. Con đã có ý trung nhân rồi. Nếu cha mẹ không tán hợp thì con sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay hôm nay. Trời con. Ai? Thằng nào? Nói. Con à, con gái à, con thương ai
công tử đó ở đâu, sao con không chịu nói sớm? Là ai vậy con gái? Người đó là Minh Huynh. Minh cái gì? Minh Thật Minh nào không? Hả? Hả? Minh thằng Minh hả con? Hả? Trời ơi là trời. Trời ơi. Thằng Minh đó ông ơi. Thằng Minh. Chàng phải thề độc với thiếp, chàng phải quay về bằng mọi giá và cưới thiếp. Chỉ 3 tháng thôi đó. Huynh thưa. Tất nhiên là sau khi đem lễ vật đầy đủ lên trình thì nhà ta sẽ gả con gái cho ngươi. Dạ. Trời ơi, có 300 lượng vàng thôi chứ mấy. Không được thiếu một ly nghe chưa. Phải nhớ rằng trong vòng 3 tháng ngươi phải kiếm ra đầy đủ 300 lượng vàng. Khi đó mới quay về đây để xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Dạ. Rồi ta sẽ gả tiểu thư cho ngươi. Con gái à, thấy chưa, ta có ép duyên con đâu nào. Ta chịu ý con quá thể đi chứ, phải không bà? Dạ. Nhưng mà tới 300 lượng vàng lận, có quá đáng lắm không cha mẹ? Trời ơi là trời, con gái ta đáng giá ngàn vàng mà cha mẹ chỉ đòi có 300 lượng là thương tụi con lắm rồi đó, có quá đáng gì đâu à. Dạ, hiểu chưa? Đã hiểu rồi thì bây giờ đi, càng xa thì càng dễ kiếm tiền mang về. Khi kiếm đủ tiền rồi thì phải quay về đây cho kịp thời gian nghe chưa. Dạ, con đã rồi. Thưa ông bà, con đi. Nhớ nghe, chỉ có 3 tháng thôi đó nghe không? Sau đó mà vẫn bặt tâm thì đừng có trách nghe chưa. Dạ. Xin phép cha mẹ cho con tiễn chàng một đoạn. Cứ tiễn. Ông á, thiệt là khéo tính toán à. Chứ sao nữa bà. Bà nên nhớ là trong một cái thời gian ngắn như vậy mà nó tìm ra được 300 lượng vàng thì nó đúng là một thằng có tài. Ta có gả con gái cho nó thì cũng không có tiếc. Còn nếu mà nó tìm không được thì đó cũng là một cái dịp, một cái cớ cho nó đi luôn, khuất mắt luôn khỏi ngứa mắt của ta nữa. Thì lúc đó con gái của ta nó cũng không có trách cứ cha mẹ được. Người ta gọi là nhất tiễn hạ song điêu. Thiếp biết cha mẹ cố ý gây khó khăn để cản trở tình duyên đôi ta. Thôi thì cứ phó mặc cho số mạng. Đây là 10 lạng bạc chút tư trang của thiếp, chàng hãy cầm lấy làm lộ phí. Chàng hãy cầm về đi đi. Tập huyết sẽ không phụ lòng nè. Qua 3 tháng nếu chàng không về, thiếp sẽ bỏ nhà đi tìm chàng. Được, nàng cứ đợi ta, nhất định ta sẽ trở về. Chàng bảo trọng. Ah!
cho ta thời hạn 3 tháng để mang về xin lễ tới 300 lượng vàng. Đúng là khó như hai sao trên trời. Vàng ở đâu ra 300 lượng chứ? Thôi, chắc duyên ta với nàng tới đây là hết rồi. Tới hôm qua bằng bàn tay đen lại đến dọn sạch nhà trên trọc Phú Lý Tam. Đã quá, cho bỏ cái thói keo kiệt bóp hầu bóp họng dân chúng cho cố vô. Của thiên phải trả địa thôi. Mà ông anh nè, ông anh có được hưởng gì không? Có được chút chút. Lúc ăn cướp rút về sơn trại á, có đi ngang qua làng của tôi, họ bỏ xuống quá trời tiền đồng nè, giải dốc cả một xe lúa nữa. Dân làng ùa ra lượm. Trời đất ơi, ta nói vui như ngày hội vậy. Bọn họ mang tiếng là sơn tặc, bị triều đình truy nã, nhưng mà họ hành động cũng nghĩa hiệp đó chứ, toàn là đi cướp của người giàu để phát cho người nghèo chúng ta. Tôi cũng nghe đồn vậy á, mà nghe đâu á họ cướp đâu là thắng đó đó. Kiểu này chắc là giàu lắm, mua được cả thiên hạ như chơi à. Thì đó, có nghề nào mà giàu với nghề ăn cướp đâu. Nghe nói băng bàn tay đen có cả một kho vàng trên núi luôn á. Mà tôi còn nghe nói là mỗi lần họ đánh cướp xong á là họ phát cho dân làng tùm lum luôn. Thôi đi làm mau lên. Chào. Ăn cướp mà ra tay nghĩa hiệp thì có gì sai đâu. Nói cho cùng cũng chỉ là đòi lại công bằng cho mọi người thôi. Sao ta không đánh liều một phen, xin đi theo họ bái sư 3 tháng? Ta chỉ có 3 tháng thôi mà. Thưa chủ đảng, hắn đây. Nhìn cái bộ gió của ngươi á, có vẻ rất thư sinh. Sao không ở nhà lo dùi mài kinh sử mà xin gia nhập cho băng đảng bàn tay đen của ta là sao? Dạ, tiểu nhân không cha không mẹ, không nhà không cửa. Nghe danh bàn tay đen đánh đầu thắng đó, làm cho kẻ giàu phải khiếp sợ, kẻ nghèo thì tung hô, cho nên ngưỡng mộ mà muốn xin đi theo. Đúng vậy. Thấy ngươi có lòng ngưỡng mộ, ta nỡ lòng nào mà từ chối. Mày đâu, lấy thêm rượu thịt ra mời. Ăn mừng đã có tay chân mới. Khoan, trước khi ban rượu phải bắt hắn ta nộp cho anh em mình một chút lễ phí mới được. Phải rồi. Chẳng lẽ chúng ta nhận hắn khơi khơi vậy sao? Tôi bỏ nhà đi, cho nên tôi... Ngươi không có đem lộ phí sao? Dạ cũng có. Đâu? Nhưng mà không phải của tôi. Cái gì trong này? Còn đây là gì? Thưa chủ đảng, trong đây chỉ có 10 lạng bạc thôi. Người chỉ có 10 lạng bạc thôi sao? Dạ, cái số bạc này là người ta gửi gắm cho tôi để làm vốn liếng. Tôi đã hứa là sau này sẽ trả lại rồi. Đã gia nhập băng đảng của ta thì làm gì có chuyện cất giấu của riêng tư. Đúng vậy. Nghe tao nói đây. Dạ. Hai người giao nhiệm vụ thử thách hắn tối đêm nay. Dạ. Đi theo ta. Đi. Đi. Đây là đâu? Nhà của mụ Hồng. Mụ ta vừa bán mấy thửa rượu hôm qua. Theo tin mật báo thì toàn bộ số bạc bằng rượu đều có ở trong nhà. Người ta bán rượu hương quả, chắc là cũng túng quẫn lắm mới làm như vậy. Sao mình lại đánh cướp? Đồ ngốc, mụ ta là đàn bà quá, để vàng bạc trong nhà nhiều làm cái gì? Để nuôi trai à? Ta lấy đi là đã làm phước rồi, hiểu không? Đại ca nói gì mà nghe ngược ngạo quá vậy? Là cướp của nhà giàu rồi phát lại cho người nghèo hay sao? Người ta mẹ quá con coi mà, sao ra tay với họ? Thôi tôi không làm đâu. Nè, ngươi đã gia nhập bằng cướp là ngươi làm cướp rồi đó, chứ không phải vô chùa xuất gia đâu. Ngươi biết chưa? Nếu mà bữa nào cướp nhiều quá mang về không hết thì quăng lại cho tụi dân đây nó lượm lấy tiếng chứ sao.
Vậy tôi phải làm gì đây? Mày đi vô trong đi. Tôi mới vô nghệ. Tôi vô trong sợ tôi lúng túng rồi bị bắt rồi sao? Không được đâu. Thôi tôi ở ngoài tôi canh chừng giùm cho. Ha, chết chát quá. Bây giờ tụi tao đi vô trong bằng cửa sau. Mày ở ngoài canh, coi có động tĩnh gì á thì báo cho tụi tao biết liền nghe chưa? Tôi biết rồi. Thì ra đây không phải là bằng cướp chuyên cướp của người già chỉ cho người nghèo. Làm sao bây giờ đây? Phải báo cho họ biết mới được. Đúng rồi, phải làm như vậy thôi. Làm sao đây? Không phải là má, la làng lên, la làng lên đi. Ăn cướp. Ừ. Má bà con ơi, ăn cướp. Má bà con, ăn cướp bà con ơi. Đâu, cướp đâu. Nó đứng đâu đó, đứng ngay đó đó. Đâu, nó đâu? Đi. Đó, hồi nãy đứng đó. Chắc là nó chạy rồi, có thấy gì đâu. Chạy gì lẹ vậy? Mới thấy nó đứng đây mà, tôi còn la lên nữa. Có nhìn lộn không? Ê, đứng lại. Ê, là kia. Cũng may là mình nhanh chân, chứ nếu không là gặp nguy hiểm rồi. Phải mà biết trước như vậy thì cũng may mình đã kịp báo cho người ta biết sớm. Mình không thể nào làm chuyện này nữa, phải xa bọn cướp mới được. Cậu dùng gì? Dạ. Chị ơi, cho tôi hỏi là ở quán của mình có cần người giúp gì không chị? Cậu nói ai? Là cậu hả? Dạ. Tôi không có cần đâu. Tôi làm được nhiều chuyện lắm á. Tôi có thể trả bàn nè, tính tiền. Tôi rửa chén cũng được. Tôi chỉ cần có cơm ăn thôi. Cậu nhìn đó, quán tôi đâu có đông khách đâu mà cậu đòi làm. Mà cậu nè, thanh niên sức dài vai rộng, bộ không có nghề ngỏng gì hay sao mà lang thang kiếm cơm vậy? Dạ thực tình không giấu gì chị, tôi đang tha phương lập nghiệp, nhưng không may tới đây mất hết lộ phí, cho nên tôi chưa biết tính sao. Trời, thiệt vậy sao? Dạ. Chắc là đang đói bụng lắm rồi. Nhìn mặt mũi thì cũng hiền lành, chắc không phải là phường bất lương. Bà chủ nè, cho cậu ta một bữa cơm đi, tôi mời. Dạ, tôi cũng tính cho cậu ta một tô cơm đó chứ. Dạ, đa tạ chị, đa tạ chú. Cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy cơm cho. Dạ, cậu ngồi đi. Đa tạ chị. Cô đa tạ chú. Cậu ngồi đi. Thì ra đầu đuôi câu chuyện là vậy. Tội nghiệp, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, quay về thì cũng không xong, mà đi tiếp thì lấy gì mà sống. Ác thiệt chứ, chỉ có 3 tháng mà bắt người ta kiếm từng ấy vàng, chẳng khác nào là đẩy người ta vô con đường chết. Là do tôi đã trót nặng tình với nàng, nên quyết chí lên được lập nghiệp.
Nhưng tiếc là bây giờ ngay cả chỗ ăn chỗ ngủ cũng là không xong. Cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Chỗ ăn chỗ ở thì có, chỉ cần cậu ta qua đêm ở được chỗ đó là cả làng sẽ biết ơn, sẽ hậu tạ không nhỏ. Cái gì? Ý ông nói là cái miếu quan đúng không? Trời ơi, pháp sư cao tay ấn còn bỏ của chạy lấy người. Cậu ấy sao mà làm được? Cả chục năm rồi, nguyên cái vùng này trời tối là không ai dám đi ngang, huống chi mà nó ở lại trong miếu. Bởi vậy mới nói, nếu mà dễ làm thì ai hậu tạ làm chi. Chuyện làng về, đó là một cái miếu quan. Lâu nay á, thiên hạ đồn đại là ở nơi đó có nhiều quan hồn tụ tập, nhiều pháp sư được mời tới, vẫn không giải được. Họ vẫn cứ dứt dưỡng không chịu rời đi. Nếu như có ai đó hóa giải được chuyện này là lập được đại công, thành đại ân nhân của làng. Cậu có muốn thử thời vận không? Có phải là nếu bây giờ con ngủ lại ở cái miếu quan đó và gặp các quan hồn xem họ muốn gì thì sẽ được dân làng mình hầu tạ đúng không vậy? Đúng vậy. Con đồng ý. Ông hãy dẫn con tới đó. Được, ta sẽ báo cho các cụ tiên chỉ ở trong làng biết, rồi sẽ chỉ đường cho cậu đi tới nơi. Dạ, đa tạ chú. Ừ. Mình phải liều mạng thôi. Được thì tốt, còn không thì chết cũng chịu. Tôi tên là Minh, thất cơ lỡ giận trôi dạt tới đây. Xin chư vị khuất mặt khuất mày cho tôi ngủ nhờ đây một đêm. Nếu có điều gì cứ dạy bảo, xin cứ báo mộng cho tôi. Làm ơn đừng hù dọa, làm tôi sợ tôi chỉ đứng tại chỗ đó. Làm ơn nha. Trong đó
Mấy mập đâu rồi? Bọn ta thấy đủ rồi đây. Ai? Kẻ trong rừng sâu đó hả Tư Rồm? Có thằng hả? Ba mập bên bờ đây đây. Sao đây? Nằm điếc bên bụi tre buồn quá. Vậy vô đây hết đi. Hôm nay có trò vui đây. Ăn chơi chút đã, vội gì? Các vị ơi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không có làm gì sai hết trơn á. Tôi chỉ xin các vị cho ngủ nhờ một đêm thôi. Các vị làm ơn, có gì sai bảo thì cứ nói. Làm ơn tha mạng cho tôi đi. Tôi xin các vị đó, làm ơn đi. Tha mạng cho tôi. Hắn ta chưa chết tướng gì sợ, còn trả treo chúng ta nữa kìa. Hắn có vẻ lương thiện, chân chất. Chúng ta đừng nên đùa giỡn quá trớn. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi. Tôi không có xúc phạm các vị. Xin làm ơn đi, đừng có phá tôi nữa mà. Làm ơn. Hừ, nào giờ, có ai dám vô đây ngủ lại đâu chứ? Tội ngươi, lớn lắm đó. Các vị, tôi xin các vị hãy bình tĩnh. Có phải là các vị có điều gì quá ư? Nên các vị chưa được siêu thoát cứ luẩn quẩn ở đây đúng không? Ngươi hỏi làm gì? Sao ngươi dự chuyện vậy? Muốn biết sao? Nếu ngươi muốn biết thì cứ thử gọi tên đúng từng người trong chúng ta đi. Mẹ tên kia, ta là ai? Vậy là Tư Rồng. Ở trong đường sâu đúng không ạ? Đúng rồi. Còn ta, còn gì là gì, chính là bảy mập ở đằng sau miếu đúng không ạ? Ồ, anh lại nhận ra. Vậy có biết ta không? Vậy là ông ba ở bờ đê. Ba nữa. Dạ, còn gì là ông sáu ở bụi tre. Nhà người có trí nhớ rất tốt. Được, được lắm. Biết đâu hắn có duyên với anh em chúng ta. Nào giờ chưa ai nhận ra chúng ta cả. Hãy giúp huynh đệ chúng ta xâm hợp. Chúng ta bị chia cắt quá lâu rồi. Đây là tân nguyện. Bởi vì chỉ có khi nào bốn anh em chúng ta quy về một chỗ, ai mới siêu thoát được. Tôi có thể làm được sao? Ngươi hãy đi tìm hài cốt của chúng ta quy về một chỗ là được. Nhưng mà vì sao các vị bị chôn xác ở bốn nơi vậy hả? Ngươi thật là nhiều chuyện. Bọn ta bị cướp truy đuổi, vừa chạy vừa chống cự, nên mỗi người lạc một phương rồi bị giết và bị chôn vùi xác tại nơi đó chứ sao. Chúng ta là bốn anh em kết nghĩa, do đã thề nguyện với nhau là sống chết không rời. Do đây mỗi người một phương nên không thể suy thoát. Hãy giúp chúng ta được điều đó. Chúng ta hứa sẽ đi ngay, không bênh mượn ở nơi này để khiến dân làng phải lo sợ. Cái hàng này sẽ cố gắng. Tôi sẽ báo lại với dân làng, rồi xin cả làng hợp nhau giúp sức. Là cái gì? Xin cái gì? Là cái gì? Không
Thì ra là một bộ xương. Nè, theo như quan sát của ta, người này nằm ở đây cũng đã lâu lắm rồi. Trời ơi, vậy đúng là người ta về báo mộng đây mà. Chắc là chết quan nên quanh quẩn không chịu đi đó. Nếu ta nhớ không lầm thì năm xưa có một nhóm thương gia đi ngang qua đây, bị bọn cướp truy sát, giết người cướp của. Chắc chắn là chúng đã dùi xác họ ở đây. Sau đó bọn cướp phần bị quan quân truy sát, phần chết không toàn thây. Cho nên là bí mật bị chôn vùi cho tới tận ngày nay. Ghê quá. Nếu vậy thì may quá. Chúng ta cố gắng tìm ra họ theo lời chỉ dẫn của cậu này. À, có phải họ muốn dân làng chúng ta tìm cho ra đủ 4 xác rồi đem về chôn một chỗ đúng không? Đúng rồi, chắc phải vậy quá. Dạ thưa, sự thật đúng là như vậy. Bây giờ mới chỉ tìm được một người thôi, còn phải tìm thêm 3 người nữa thì mới đủ. À, biết chỗ là tìm được. Ngoài thiệt. Tìm được rồi bà con ơi, tìm được rồi nè. Công nhận là linh thiệt. Đào trúng ngay chỗ bài cốt luôn. Chỉ chỗ đó là có liền. Là linh thiệt à? Tìm được một người nữa. Lại một người nữa. Không ngờ là bị chôn ở đây. Hy vọng là tìm thấy. Tìm được rồi. Cẩn thận đó. Tìm thấy rồi kìa. Như vậy là tứ huynh đệ ấy đã được siêu thoát. Dân làng chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện cho họ. Này cậu trai trẻ, ta hiểu được hoàn cảnh của cậu, cho nên mách cậu làm chuyện này, để cậu có chút tiền làm lộ phí. Khổ nỗi dân làng chúng tôi nghèo quá, cho nên chỉ được bao nhiêu đây, xin cậu nhận cho. Dạ, con cũng cảm ơn mọi người nhiều. Con sẽ làm được. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúc cậu may mắn. Đội ơn quá. May mắn nghe. Đội ơn không? Cáo biệt. Dạ. May mắn nha cậu. Cáo biệt cậu đi. Cậu đi đường cẩn thận nha. Đã tạm mọi người. Cậu may mắn nha cậu. Tạm biệt cậu. Dạ, đi mạnh giỏi nha. Đi đường cẩn thận. Cẩn thận nha cậu. Mạnh giỏi nha cậu. Đi mạnh giỏi nha. Chúng tôi về ghé báo chúng tôi nha. May mắn nha. May mắn nha cậu. Sao? Ngươi sao vậy? Mới tới trước cửa mà mặt mày tái xanh rồi. Liệu có chết cứng khi mấy con ma hiện ra không đó? Tôi... Bây giờ ngươi rút lại quyết định vẫn còn kịp đó. Tôi đang cần tiền thưởng. Vậy thì tùy ngươi. Ta đã dẫn người tới đây hơn 100 lần, nhưng chưa kịp tới nơi là hơn nửa đã bỏ cuộc. Còn lại không thấy quay trở ra. Số ít may mắn về được cũng dở điên dở tỉnh. Ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi. Lương thực đủ dùng cho ngươi trong một tuần trăng đó. Hết thời hạn ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi nhớ phải thuật lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe ở đây mới rồi. Được lãnh thưởng. Ta đi đó. Thank you.
Con tên là Minh, họ Mai, là người của làng Lâm. Hôm nay con cắn rơm cắn cỏ là các ông quan bà chúa, các ông quan ông linh, các hồn sống khôn thác thiên, làm ơn thương tình đừng có hù dọa con. Con chỉ là dạng bất đắc dĩ mới vào đây, chỉ mong ngủ nhờ cho qua hết tuần trăng này để kiếm chút ít mà về cưới vợ. Con thề có đèn trời soi xét, con không hề có lòng tham lam hay đụng chạm gì tới củ cải ở chốn linh thiêng này cả. Chắc là êm rồi, mình chờ hỏi vậy cũng phải phép. Thôi giờ bắt tay dọn dẹp được cái gì hay cái đó. Nhìn mọi thứ ngổn ngang, đổ nát mà buồn dạ cứ nao nao. Nói chung bỏ quan thì cũng bỏ quan chứ, ít nhất cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Chắc là hắn bị điếc rồi, hắn không nghe lời chúng ta nói.
Thôi, mình đừng có phá người ta nữa, để cho người ta ngủ đi. Khiến ta bỏ ra ngoài này. Xin chư vị thương tình cho kẻ hèn này ngủ lại thêm ít lâu. Kẻ hèn này tuy vô dụng, nhưng không phải là phượng bất lương xảo trá. Nếu chư vị có cần gì sai bảo, thì xin chư vị cứ sai bảo, tôi xin dốc sức thi hành. Kẻ hèn này chỉ muốn làm cho cung điện đổ nát thê lương này trở thành nơi đàng hoàng. Cửa không hồi hộp quá, quan trọng á là hắn có mở cửa được không, để coi coi coi. Bây giờ sao nữa, để coi hắn có dám vô không. Cả một kho báu ở đây, chắc là của quý vị ngày xưa. Ôi
Trời, chỗ này đáng giá cả gia tài. Ta già thôi. Không, không, ta không thể nào sanh lòng tham như vậy được. Đây là một người đàn ông, phải được trả cho đúng con cháu của họ. Ta không được phép tơ tưởng đến điều này. Ta phải để yên nó ở đây. Khi nào hết thời hạn, ta sẽ quay về kinh bẩm báo cho hoàng thượng biết. Chỉ vì linh thiêng chức giám, tôi chỉ muốn lưu lại đây đúng thời hạn đã định để được nhận thưởng, chứ tôi không có tài ý gì cả. Sao lại có kẻ xin được vào lãnh cung? Hắn ta có ba đầu sáu tay chăng? Muôn tàu bệ hạ, người đó chỉ là một hàng sĩ. Thần nghe nói hắn ta đã từng qua đêm tại một miếu quan, hóa giải được oan khuất, giúp cho các quan hồn siêu thoát. Chẳng phải chúng ta đang cần có một người tài như vậy sao? Hắn ta có tài đấy chứ. Xưa kia Bích Dân Cung là hậu cung lẫy lừng, do Đoàn Quý Phi đã phạm tội khi quân đến tiền đế, cho nên mới bị xử tam ban triều điển. Từ bấy đến nay, hồn ma của bà cứ lẩn quẩn không tan. Chắc là còn tiếc nuối cuộc sống dương dã trước đây chăng? Thần được cố tổng quản kể lại, tiên đế đã nhiều lần lập đàn cầu siêu, mời cả các pháp sư cao tay ấn về trừ tà, mà mọi chuyện cũng đâu vào đó. Cuối cùng Bích Dân Cung mới trở thành lãnh cung như vậy. Đã vậy gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện không hay. Ý của người muốn nói đến chuyện dịch bệnh đang hoành hành và chuyện Thứ Phi vừa bị hư thai sao? Ta thật là khó xử, bởi vì ta là kẻ hậu sinh, không rõ ngọn nguồn sự tình. Chẳng lẽ ta lại bị trừng phạt vì lỗi lầm của ai đó trong quá khứ? Thôi, cứ để coi có tin tức gì của kẻ vô Bích Dân Cung lần này không. May ra hiểu rõ được sự tình thì mới có thể hóa giải hàm quan được. Dạ hoàng thượng. Xin chư vị, nếu có điều gì dạy bảo thì xin chỉ dạy cho kẻ hèn này. Xin đừng trêu chọc kẻ hèn này. Tại sao cô nương lại ngồi đây khóc? Nếu có điều gì oan ức, xin cô nương hãy nói cho kẻ hèn này được biết.
Để thiếp rót rượu cho hoàng thượng. Dạ mời hoàng thượng. Này quý phi. Dạ. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc, mà hà cớ gì nàng lại dùng khăn để che mặt lại như vậy? Nè, hãy mở ra cho ta xem. Không được đâu, hôm nay thần thiếp không được khỏe, xin hoàng thượng hãy bỏ qua cho sự bất tiện này. Nè quý phi, hãy lại đây ngồi với chậm. Ngồi đi. Hoàng thượng, hôm nay trong người thần thiếp không được sạch sẽ, cho nên hoàng thượng đừng có đụng vào. Để thần thiếp rót cho hoàng thượng. Đoàn quý phi. Dạ. Ngươi có nhớ lời ta dặn hay không? Thưa hoàng hậu, thần không dám quên. Tạ ơn hoàng hậu đã hạ cố chỉ dạy. Vậy đem qua hoàng thượng có ngự giá hay không? Dạ thưa có. Nhưng nhớ lời hoàng hậu chỉ dạy, phải giữ mình chai tịnh đủ 49 ngày, nên thần đã tìm cớ để tránh né. Vậy thì tốt lắm. Nhớ là trong thời gian này không được ngủ chung với hoàng thượng, không được lộ cái mũi xui xẻo của ngươi ra trước mặt ngài. Pháp sư đã dặn đi dặn lại, ngươi chớ cãi lời. Ta là gì cũng có lòng ngưỡng mộ.
ta muốn gặp hoàng thượng, ta bị quan. Hoàng thượng ban cho ngươi tam ban triều điển là đã nghĩ tình ngươi lắm rồi. Ta có tội tình gì chứ? Tại sao lại không cho ta gặp hoàng thượng? Hoàng thượng ơi, thì muốn gặp hoàng thượng. Đây là lãnh cung, bà có la khóc cỡ nào cũng không ai nghe đâu. Hãy mau chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng theo ý muốn đi. Không, ta không muốn chết. Ta đã bị quan, ta muốn gặp hoàng thượng. Bà nghĩ hoàng thượng còn muốn gặp một người dám coi thường ngài hay sao? Ta có làm gì sai trái khi quân phạm thượng chứ? Ta không có. Cả triều thần ai ai cũng biết quý phi lại dám chê hoàng thượng có mùi khó ngửi, nên mỗi lần cận kề long nhan, thậm chí còn dùng khăn che mặt lại. Đã vậy còn không chịu hầu hạ ngài hàng đêm. Tin tức này đã lan ra ngoài kinh thành. Bà nghĩ hoàng thượng còn muốn để cho bà sống hay sao? Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, không muốn gặp mặt bà nữa. Cái gì? Ta chê hoàng thượng thôi. Ta hiểu rồi. Chính là hoàng hậu, chính là con đàn bà độc ác đó, đã bày mưu tính kế để hãm hại ta. Ta bị quan mà đi. Chính là con đàn bà im đó. Bà đừng có hồ đồ mà đổ tội cho người khác. Hãy mau nhận ân điển của hoàng thượng đi. Trong vòng một giờ nữa mà bà vẫn không chọn được vật nào thì sẽ tiến hành xử giảo như hoàng thượng đã ban lệnh. Bà hãy tự lo liệu. Tại sao lại có giấc mơ quái gì như vậy? Có phải đây là sự thật? Và chính là ẩn tình mà đã khiến cho trong hồn quý phi không siêu thoát? Nếu vậy, ta phải sớm báo lại cho triều đình biết mới được. Chứ gì đã tin tưởng kẻ hèn này và báo mộng cho kẻ hèn này hay, thì xin chư vị hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới kỳ hạn. Tới kỳ hạn nhất định tôi sẽ làm cho ra lẽ. Vậy là đẹp rồi. Kể từ bây giờ, nơi đây không còn là lãnh cung quan tàn đổ nát nữa. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần đã đưa người mà bệ hạ cần tìm đến. Bình Thân, đội ơn bệ hạ. Thảo dân họ Mai, tên Minh, là người làng Lâm, khấu đầu thăm kiến hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, đây chính là người đã sống qua một tuần trăng ở nơi cố cung, mọi chuyện hắn trải qua. Thần đã bẩm báo, không thiếu sót một chữ. Ngươi đã cho mời các đại thần, cáo lão hồi hương, trở lại triều để xác định chuyện đoàn quý phi bị hàm quan chưa? Bệ hạ anh minh,
Dù chuyện này đã xảy ra mấy mươi năm rồi, nhưng các lão thần vẫn còn nhớ rất là rõ. Dù biết Đoàn Quý Phi oan khuất, nhưng do thế lực của Chánh Cung Hoàng Hậu ngày ấy quá lớn, nên tất cả phải ngậm miệng ngó lơ. Nay có cơ hội làm sáng tỏ uẩn tình, ai nấy cũng đều vui mừng. Thật là đáng tiếc. Ta nối nghiệp tiên đế, cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Người hãy mau thảo tấu sớ để ta phê chuẩn rửa quan cho Đoàn Quý Phi và sắc phong lại ngôi vị cho bà. Cố cung cũng sẽ được trùng tu lại cho khang trang. Hoàng thượng anh minh. Nhưng thưa hoàng thượng, còn... Còn chuyện gì nữa? Tâu bệ hạ, người này còn chỉ ra nơi cất giấu một rương của cải ngọc ngà châu báu nơi lãnh cung. Thần cũng đã cho người mang về đầy đủ. Họ Mai kia, tại sao ngươi tìm được kho báu, ngươi không cất riêng mà lại đem giao nộp? Muôn tâu bệ hạ, khi tìm thấy rương châu báu, quả thật Thảo Dân cũng có chút động lòng tham, nhưng sau đó đã kịp thời hồi tâm và quyết không tơ hào đến của người đã mất. Muôn tâu bệ hạ, bây giờ hạ thần đã hiểu vì sao rất nhiều người liều mạng xin được vào đó để được ở lại lãnh thưởng, nhưng đều bị thất bại hoặc mất tích hay là cao chạy xa bay. Lý do là nếu họ không bị hù dọa chết thì cũng bị lòng tham làm mờ mắt, nên bị quỷ thần trách phạt. Chỉ duy nhất người này vượt qua được thử thách và đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Đúng vậy, vừa có cái tâm thiện lại có nghĩa khí can đảm. Ta rất vui khi ta có được một con dân như ngươi. Thầy giám, dạ, hãy ban thưởng cho hắn như ta đã hứa nha. Tuân lệnh hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta đã nghe qua hoàn cảnh của ngươi, ngươi hãy mau về quê mà lấy vợ và dùng số tiền này mà sinh cơ lập nghiệp, để sau này còn có những cơ hội giúp người, giúp đời. Tuân lệnh hoàng thượng. Sau khi về làng, Minh đã thực hiện được lời hứa thách cưới của bá hộ. Ông bà bá hộ cũng cảm động trước chân tình của đôi trẻ dành cho nhau và thấy được tâm tính tốt của Minh, nên vui vẻ chấp nhận lương duyên. Hai vợ chồng Minh sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng cơ nghiệp từ số vàng của vua ban thưởng và nổi tiếng là người nhân hậu rộng rãi, luôn giúp đỡ người nghèo khó xa cơ,